Vườn cúc mâm xôi Hàn Quốc này, trồng tại Bến Tre này, trồng thành công tại Bến Tre này, đạt nhất là đây này. Được 40 rồi. Vâng, tí em về bây giờ ạ. Em sang Cần Thơ. Vâng. Cây rất là khỏe nhé. Các màu này. Mỗi tội chưa biết màu gì. Đủ màu đấy mà không biết màu gì chứ. Cây rất là đẹp này.